giao lưu anh em, cây cẩm lai nha anh em, dáng bàn trời nha, những bay vô nè, bay nó làm cái cần rất đẹp luôn nè, mấy chị đỉnh nè. Đó, cây này có cái hoành nghe đây là 50 nha. Đó, cao từ dưới đây lên tới đây là 2m7 nè, cao hết cây là 38, cao lên tới đỉnh đó là 38, bay ra 1m6. Đó, hoành gốc là 80. Cẩm lai nha anh em, cây rất dễ sống nha, cây khoảng 2 tạ đổ lại. Đó, bay ra nè, bay đổ ngốc thùm lum hết. Đó, cẩm lai nha, dễ nè, dễ chuột nè, dễ nè, cây dễ sống nha anh em à. Bên này có khi đi lũ sạch, mặt nào cũng như mặt nấy à. Anh em về trồng dựng lên xíu cũng được, bự nha, cẩm lai cũng vái cũng hiếm nha. Thiên nhiên luôn nha, tự nhiên nó quật xuống lại nó lè nó là bay tùm lum. Dáng bàn trà rồi đẹp lắm.